Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Hai cuộc đời, một phương pháp ăn uống tích cực. Chị Nguyễn Thị Hoa đã chữa hết bệnh viêm đa khớp và rối loạn kinh nguyệt nhờ áp dụng thực dưỡng. Chị sinh năm 1971 và hiện đang sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Chị Hoa là người ăn chay trường từ năm 2008. Chị nghĩ dù là ăn chay vẫn còn ăn những thực phẩm không an toàn, do đó chị luôn tìm kiếm thực phẩm sạch cho mình. Một hôm chị được giới thiệu đến thực dưỡng Khai Minh, nơi bán thực phẩm dưỡng sinh, và chị đến Khai Minh để ăn cơm gạo lứt thử. Cũng trong thời gian này, chị bị viêm đa khớp, tất cả các khớp trong người đều bị sưng, đi không được, đứng lên ngồi xuống rất khó khăn. Chị đau nhức vô cùng, nhức nhối tận trong xương tủy, mặt mày cũng sưng và nổi những đốm đỏ. Chị đi khám ở bệnh viện và uống thuốc một thời gian nhưng không thuyên giảm. Chị đến một bệnh viện khác khám lại vì nóng sốt thì phát hiện bạch cầu tăng. Ban đầu nghi chị bị ung thư, nhưng sau đó bác sĩ bảo do uống thuốc nhiều quá nên làm giảm hồng cầu, kéo theo bạch cầu tăng. Lúc đó chị uống hơn 30 viên thuốc một ngày. Chị đem câu chuyện của chị tâm sự với một cô nhân viên của Khai Minh. Cô nhân viên bảo chị thử ăn cơm lứt một thời gian xem sao, có thể bệnh của chị sẽ lành. Chị cảm thấy lời nói của cô nhân viên đúng và chị tin mà không thể giải thích được. Chị bắt đầu ăn hoàn toàn cơm lứt. Chị ăn đến ngày thứ 5 là người cảm thấy khỏe, đi đứng bình thường, chạy được luôn. Chị thấy hay quá, vậy mà lâu nay không biết. Ban đầu chị nghĩ chị ăn cơm lứt cho hết bệnh rồi không ăn nữa. Nhưng khi hết bệnh rồi, chị thấy gạo lứt mới là thức ăn an toàn. Ăn những thứ ăn khác chị cảm thấy không an tâm. Vậy là chị quyết định ăn gạo lứt luôn. Thấy chị ăn gạo lứt, người thân trong gia đình, bạn bè, đạo hữu đều phản đối, sợ ăn như vậy là không đủ chất, là kiệt sức. Nhưng chị vẫn tin vào giác quan và sự trải nghiệm của mình. Chị nói nếu sợ không đủ chất sao lại hết bệnh, sợ kiệt sức sao chị thấy khỏe hơn. Chị nói từ ngày áp dụng thực dưỡng thấy trí tuệ có phát sinh một chút nhiều thì chưa dám nói. Sáng suốt hơn, nhanh nhạy hơn, đầu óc không bị lao xao, không bột chộp như lúc trước. Những tạp loạn trong tâm trí giảm đi rất nhiều so với trước đây. Trước đây, chị bị kinh nguyệt không đều, có lúc rong kinh. Nhưng sau một thời gian ăn gạo lứt, cơ thể quân bình, chứng này không còn nữa. Đôi khi bị sổ mũi hoặc bị ho, chị ngậm mơ muối, chanh muối, ăn bột sắn dây vài ngày là hết mà không cần uống thuốc như trước. Biết được lợi ích của thực dưỡng qua trải nghiệm của mình nên chị đã giới thiệu phương pháp này cho nhiều người. Gặp người bệnh chị cũng khuyên nên ăn gạo lứt. Lần đầu có thể người ta chưa tin, những nghe người khác nói nửa học sẽ để tâm đến. Chị bắt đầu ăn gạo lứt từ tháng 8 năm 2014. Trường hợp thứ hai là nhờ gạo lứt, anh Nguyễn Đình Chiểu đã đẩy lùi bệnh mất ngủ và tinh thần rất vui vẻ. Con trai của anh đạt thành tích cao trong học tập. Anh sinh năm 1964 và là cán bộ làm việc ở quận 6, thành phố Hồ Chí Minh. Hàng đêm 11 giờ, anh đi ngủ, đến 12 giờ đêm là lại tỉnh giấc, mà cho đến 4-5 giờ sáng mới chợp mắt lại khoảng 30 phút. Người xanh xao, lúc nào cũng mệt mỏi. Mặc dù anh ăn rất nhiều thứ, đặc biệt sử dụng nhiều thực phẩm chức năng, đầu óc lúc nào cũng âm u, ngây ngợt, căng thẳng. Sau 3 năm mất ngủ, anh mới vào bệnh viện để chữa trị. Kết quả xét nghiệm cho thấy tất cả đều bình thường, chỉ có đường huyết là hơi cao, không đáng ngại. Bác sĩ khuyên anh nên tránh căng thẳng, tránh ăn ngọt, trái cây ngọt. Nên ăn rau củ quả, tập thể thao và ăn ít cơm. Sau 1 tháng làm theo lời khuyên của bác sĩ, bệnh mất ngủ không hề thuyên giảm. Anh đến bệnh viện 30 tháng 4 khám lại và xin nhập viện. Sau 1 tuần bác sĩ ở đây cho anh xuất viện vì kết quả xét nghiệm của anh đều bình thường, mặc dù bệnh mất ngủ của anh vẫn còn. Bác sĩ cũng khuyên nên tránh căng thẳng. Anh lại đến bệnh viện Công an thành phố Hồ Chí Minh nằm để điều trị. Trong lúc nằm viện, anh đọc báo Tuổi Trẻ và Đời Sống, thấy có nhiều bài nói về môn gạo lứt muối mè chữa được nhiều bệnh nan y. Anh có ý định ra Hà Nội học cách ăn để chữa bệnh cho mình. Anh đem ý định này nói với một người bạn. Người bạn của anh nói cần gì đi đâu cho xa xôi, ở thành phố Hồ Chí Minh này cũng có. Anh đến thực dưỡng Khai Minh đi. Nghe vậy mừng quá, không khỏi phải đi xa. Anh đến Khai Minh mua gạo lứt về nấu ăn trong vòng 1 tháng. Sau đó anh đến Khai Minh ăn tiện hơn và có nhiều món ăn hơn. Đến đây anh được gặp và trao đổi kinh nghiệm với nhiều người ăn gạo lứt trước anh. Trong đó có những người từng mắc bệnh mất ngủ giống anh, do đó anh hiểu nhiều hơn về gạo lứt và thực dưỡng. Sau hơn 2 tháng ăn gạo lứt thì người anh nổi đầy mẩn ngứa như hạt sởi. Đó là sự thải độc của cơ thể. Khoảng 1 tuần sau thì các mẩn ngứa lặn hết và bắt đầu anh ngủ được rồi. Đánh dấu là sau bữa cơm trưa, anh về nhà ngủ một giấc rất là ngon. Chưa bao giờ anh ngủ trưa được, vậy mà hôm đó anh ngủ được 1 tiếng và người cảm thấy thoải mái và sung sướng. Biết là nhờ gạo lứt mới ngủ được nên anh quyết định ăn suốt đời luôn. Và từ đó tự nhiên không thích ăn thịt cá nữa. Hiện thời ban đêm anh ngủ được khoảng 4-5 tiếng và trưa anh ngủ được khoảng 1 tiếng. Hôm nào công việc nhiều thì không cần ngủ trưa. Người cảm thấy rất là khỏe. Có hôm làm việc cả ngày không nghỉ trưa, làm đến 11 giờ đêm nhưng không cảm thấy mệt mỏi. Tính đến thời điểm này anh ăn theo thực dưỡng được 2 năm, ngày 3 bữa đều đặn ăn tại Khai Minh.
Mới đây anh đi khám sức khỏe thì bác sĩ bảo là tất cả các chỉ số xét nghiệm, chụp phim đều tốt, đặc biệt là tính tình thay đổi theo chiều hướng hiền dịu hơn, tinh thần rất tuyệt, thư giãn, thoải mái. Anh nói, đúng là gạo lứt không những đẩy lùi được bệnh tật mà còn làm cho tinh thần vui vẻ nữa. Thấy ăn gạo lứt tốt, anh áp dụng cho hai người con của anh. Ban đầu thay gạo trắng bằng gạo lứt, giảm lượng thịt cá trong gia đình. Gia đình sử dụng nước tương tamari, tương miso, teka của thực dưỡng thay cho các loại nước chấm thông thường, bột ngọt, hạt nêm. Hai người con học hành rất tốt, kết quả học tập tiến bộ từng ngày. Năm nay cháu trai đậu vào cả ba trường trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong, trường Đại Nghĩa và phổ thông Năng Khiếu Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện cháu chọn học trường phổ thông Năng Khiếu Thành phố Hồ Chí Minh. Cháu đứng thứ 10 trong top 100 học sinh giỏi nhất Thành phố Hồ Chí Minh. Cháu rất ngoan hiền. Anh mong muốn các bậc cha mẹ tìm hiểu gạo lứt mà ứng dụng để cho các cháu luôn khỏe mạnh và luôn học giỏi. Anh nói nếu mọi người ăn gạo lứt, chắc chắn rằng tội phạm trong xã hội sẽ giảm đáng kể. Anh cũng giới thiệu cho người anh họ tên Hải bị ung thư gan. Sau gần 1 năm ăn gạo lứt thì bệnh gan giảm được khoảng 90%. Anh Hải bây giờ vui vẻ, da dẻ hồng hào lại. Lúc trước anh Hải xanh xao gầy gò, bây giờ anh Hải đi thăm bạn bè từ Bắc chí Nam. Anh Chiểu còn giới thiệu cho nhiều bạn bè và đồng nghiệp của anh về cách ăn này. Anh khuyên mọi người muốn có sức khỏe tốt nên tìm hiểu, đọc sách báo để hiểu và áp dụng ăn gạo lứt. Áp dụng thực dưỡng không những sẽ rất tiết kiệm trong việc chữa lành bệnh tật mà còn giúp tinh thần vui vẻ và đầu óc sáng suốt hơn. Vì thế anh sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm thực dưỡng cho bất kỳ ai cần tìm hiểu. Ha ha ha,